hai chị em. Đi gồm không dám lên, đi đại đi. Vĩnh cái tay, đi bước cái chân cây sắt á. Đi đại đi, vĩnh hai tay lên. Bình thường, đi đi. Nó lắc chút xíu à. Ở cái cây cầu này lên, bắt đầu cái bậc này nó cao hơn nữa nè. Mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại ấp Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hôm nay gần cận Tết rồi, mình trở lại ngôi chùa Lầu để mình quay cái không gian chùa Lầu rất là tuyệt vời. Tại vì mỗi một năm thì ngôi chùa này thì thay đổi phong cảnh rất là tuyệt vời để cho những cái bà con cô bác mà người dân tộc để đến đây để ngắm cảnh, xem hoa cũng như là chụp hình cận dịp Tết. Năm nay mình thấy trở lại đây, mình thấy cái không gian cũng như là cái khung cảnh của ngôi chùa mỗi một năm thì có thay đổi rất là nhiều. Đây, năm rồi là những cái không gian này, cái cảnh này là mình chưa thấy nè, năm nay mình đã thấy. Và hiện tại mình nhìn từ xa cái chỗ cây, hai cây sồi này cũng thay đổi khung cảnh. Và cái đặc biệt là cái cây cầu ở trên cao, không biết có thay đổi hay không thì chút xíu mình đi qua bển mới biết. Hôm nay mình có đi chung với Hot Girl Hồng Thấm Chặt Khúc Nốt nữa nè. Chào mọi người nha. Chứ một đồng. Đi chưa? Đi. Dạ dạ. Ồ. Ôi bên đây là cái nhà gì anh Đôn? Nhà tranh. Đi qua đây tham quan cái nhà này cái. Ồ, mỗi một năm là ngôi chùa này sẽ thay đổi phong cảnh khác nhau. Tạo ra một cái cảnh cho bà con cô bác ở đây chụp hình rất là đẹp. Một cái xích đu bằng cái bánh xe rất là lớn. Còn ở đây tạo ra cái không gian này. Còn xa xa ở ngoài cái phía bên ngôi chùa thì có những cái chuồng bồ câu trên những cái cây thốt nốt. Ở xa xa thì có những cái đàn bò, đàn trâu người ta cho ăn cỏ. Mấy năm trước thì mình đi đến đây thì mình thấy một cái cây cầu được bắt từ những cây thốt nốt này nè. Bắt trên cao, bắt dài qua những cây thốt nốt này. Năm nay thì thay đổi phong cảnh lại, mình không biết bắt cây cầu ở trên cao ở vị trí nào, như thế nào đây. Năm rồi mình đi thì những cái lần này không có bông hoa, thì năm nay ở cái sân này trồng bông hoa rất là đẹp luôn. Wow. Cây sồi thì cắt ở trên đó có một tượng Phật, có một cái nhà tranh nhỏ trên đó. Và từ ở dưới gốc cây này treo những cái lẵng bông dài lên đó. Những cái trái màu xanh, màu đỏ, màu vàng đó là bằng trái dừa khô rượt sơn màu và kết nối lại. Màu sắc rất là sặc sỡ và đẹp. Đây, những cái nón lá. Cây sồi mà ra trái dừa. Cái dừa này ra cây luôn rồi kìa. Còn phía bên tay phải mình bên đây là ngôi chùa Lầu nè. Ở trên đó cảnh cũng rất là tuyệt vời luôn. Năm rồi thì mình chưa thấy tượng Phật Thích Ca. Năm nay thì lại có tượng Phật Thích Ca nằm. Xung quanh đây thì có những cái chậu cây bông giấy. Đặc biệt là ở đây có một cây bông giấy màu đỏ rất là sặc sỡ luôn. Có một cây ở giữa mà che lên thành một cái tán dù rất là rộng.
Còn những cái cây cột mà làm cho cái mái này thì mình thấy thì có ghi những cái câu điển rất là hay. Những câu kinh: thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời đuối xét thai. Nếu đạt tâm không, không sắc tướng, sắc không ẩn hiện mặt vần soi. Ở đây có một cái ghế xích đu giống như là một cái giường. Đây những cái trái dừa. Ô, cây tre làm cái võng. Ở trên đây những cái chậu hoa. Ở trên đây là Đài Quan Âm. Và trước Đài Quan Âm thì có một cái hồ sen nước màu xanh. Những cái cây cao đó thì treo những cái dải rất là màu sắc đầy đủ luôn. Mình đi rất là nhiều ngôi chùa, nhưng mà điều đặc biệt là ngôi chùa Lầu này thì tạo cảnh quan mỗi năm mỗi thay đổi. Bông hoa và cách sắp xếp bố trí cái khung cảnh mỗi năm mỗi khác để tạo ra một cái không gian cho bà con cô bác đến đây để chụp hình cũng như là quay phim vào những cái dịp Tết. Có một cái chiếc xe ngựa ngày xưa kéo nè. Xa xa đó là một cái cây cầu, năm nay có thay đổi. Cây cầu được bắt lên bằng những cái cây sắt, năm gọi là làm bằng tre. Ồ, một cái đường lên. Cây cầu bắt trên không những cái cây dừa. Ở trong đây có quán nước cũng rất là đẹp. Bây giờ mình đi lên cây cầu trên chân không này đi. Trời ơi, nhỏ xíu à. Trời ơi, lúc lắc đây nè. Được, được. Nó hơi rung chút xíu à. Hơi lúc lắc. Lên, lên. Vĩnh tay cẩn thận nha. Năm nay thay đổi bằng những cái cây sắt này. Đó, cây cầu trên cao nè. Có một cái tùm. Thôi bây giờ mình leo lên cao trên chảnh để quay xuống cái khung cảnh ở dưới đây. Lắc quá. Thô. Đúng được. Ở trên đó là có cái lưới, cái hình tam giác ở trên đó. Phải đi bọc từ đây qua bên đó lên tới đó. Và sau đó đi ngang cái tùm này và đi dài qua bên kia. Tính ra cây cầu này năm nay dài hơn năm rồi nữa. Mỗi một năm thay đổi một kiểu cách khác nhau. Nó dài hơn nhưng mà cái độ nó làm cái này em thấy nó hơi nhỏ hơn nữa nè anh. Nhỏ hơn, cái đường đi lên này nhỏ hơn. Nhỏ hơn nè. Mà đi rung quá. Đi nó rung. Ôi cái ổ mối nè. Con đi con vịn tay nha. Ôi còn cái này mấy cái viên gạch gì anh Nôn? Hả? Mấy cái viên gạch gì bự mà ngộ nè. Gạch tàn ông á, ngày xưa đó. Gạch tàn ông ngày xưa hả? Đấy. Ôi, bự dữ à. Đi cái tay nó lắc quá. Cái chân nó lắc. Rung quá vậy. Đi từng người thôi. Ui. Cái nhà này nó lắc nè. Đây, cái đường nhỏ xíu này nè. Con đi con vịnh nha. Đây bây giờ cái cây này bự hơn nè. Và cái cán cầm này thì bằng kẹp cây sắt, thêm những cây đòn vong, những cây tầm vong. Rung. Đi từng người lên thôi, thở nó nhịp nè.
Ui. Bước ngay mấy cái cây sắt á. Ôi. Đi lên đi. Gung hả? Hai chị em đi gung không dám lên, đi đại đi. Vịnh cái tay đi bước cái chân cây sắt á. Đi đại đi, vịnh hai tay lên. Bình thường đi. Nó lắc chút xíu à. Ở cái cây cầu này lên bắt đầu cái bậc này nó cao hơn nữa nè. Cái cây vịnh này nó muốn một cây. Bước ngay mấy cái cây sắt á, bước ngay cái chân, bước ngay mấy cây sắt á. Ôi. Đi lên cái cầu này nó hồi hộp. Ôi cái cây phải chui nha. Trời ơi. Cái nào mấy cây sắt không cái nè. Càng lên nó càng cao á. Càng lên nó càng rung. Bước đại đi, bước ngay ngay mấy cây sắt á. Trời ơi. Cứ đi đi bình thường. Cái này nè, nhúng lúc lắc luôn nè. Đừng hồi hộp, hãy bình tĩnh luôn. Đứng trên đây cũng hồi hộp đó nè. Trời ơi. Bước ngay cây sắt á, bước ngay cây sắt đi đại đi. Đừng có nhìn xuống, đi thẳng ra phía trước. Đi đại đi, gần tới rồi. Tới rồi, mình phải trải nghiệm cái gì mình trong cuộc sống con, phải trải nghiệm hết. Cây cầu này là ngay chân chỗ này là hình tam giác giữa ba cây dừa nè quý bà con cô bác. Ở giữa này là bằng cái lưới sắt và lưới V40. Sao vậy? Không dám đi giữa hả? Đi sợ sợ gung bước vô giữa đi đèo cái đường mé kìa. Không đi vô giữa này đại đi, nó lắc lắc rung chứ không sao đâu, chắc lắm. Đây, những cái cây sắt lớn được quấn vào cây dừa và những cái dây cáp như thế này nè. Ở trên đây thì cháy nhóc hết à. Giờ mình lội một cái đường cây cầu này rất là xa. Bò, nhỏ bò luôn kìa, nó rung. Con đi đại đi, đứng lên đi đại đi. Bò luôn rồi nè. Bò luôn rồi mọi người ơi. Đi bình thường à. Không có đi đều nó lắc à. Không dám bước ra đây hả? Bước đi đại đi. Phải qua một cái cầu lúc lắc này nữa. Cái cây cầu bên đó nó còn lắc còn dữ như cầu bên đây chứ. Bên đâu? Bên đó đó hả? Đi qua lên trên đó. Cây cầu bên đó nó còn lắc không bên đây. Trời ơi. Chui chui qua bên đây coi. Ôi ôi. Trời trời trời, cái này rung chứ hả? Trời ơi. Nó lắc rồi nè. Trời ơi. Lúc tới chỗ này nè. Ê, mấy con ong hay gì nè. Ôi cái này cái chuồng sắt mà. Ôi ôi, mấy con ong. Trời ơi, hai ba con rồi kìa. Ông gì vậy? Trời ơi. Đen xì à. Chết bà, ông nhiều quá. 4-5 con luôn. Đây nãy nghiêng rồi. 4-5 con ong luôn kìa. Ê, con đi từ từ. Thôi, đi được không? Ơi, trời ơi, mấy cái lưới B40 này ghê quá. Nó. À, trong cây tre kìa, cái bọng của cây tầm bông kìa. Đó đó, trong thân cây tre nó vòi ra. Ở ngoài đây tre bằng lá hút nốt nè. Ồ, cái cầu này ghê quá. Ai yếu cảm giác là đi lên đây là thấy ớn liền á. Thì trên cái cầu như thế này đó mọi người, nó có một là cảm giác mạnh. Trời ơi, bước qua đây nó nghiêng nè. Ơi, sao không lên, Thấm? Đi đại đi. Trời ơi, lên bước tới đó gung hết chấm lên rồi kìa, xuống luôn rồi kìa. Em gái đó đi bơ sợ kìa. Đúng là cảm giác mạnh, đi lên cái cầu này cảm giác rồi xuống luôn rồi kìa, hai chị em xuống luôn rồi kìa. Cảm giác mạnh. Thì phía bên đi trên một cái cây sắt nhỏ vậy đó. Cây dừa thì rất là nhiều trái nha. Rồi bây giờ mình đi sẽ tiến hành đi qua bên đây nữa, còn cái chiều dài nữa. À. Gung hả? Trời ơi. Lên nè. Bắt đầu đi qua cây thì bên đây là cây dừa nữa. Trời ơi, nó lúc lắc rồi nè. Ôi. Con đi từ từ thôi.
Trời ơi, cây dừa trái cơ kìa. Ghê thiệt. Trời ơi, cái mấy cái dây xiết vô cây dừa coi nè. Ở trên trái lượn hết trơn rồi kìa. Được không? Đi từ từ thôi. Nhỏ, tội nghiệp nhỏ không, nó lết luôn rồi kìa. Cái độ nghiêng này hơn 45 độ luôn nè. Cái cầu này đi nghiêng xuống, giờ mình đi xuống dưới đó là hơn 45 độ luôn. Mấy miếng dán này nó mục không trời. Thấy mấy miếng dán nó mục rồi. Trời ơi, lắc rồi đó. Hả? Nó lắc. Lắc vậy hả? Tại bước đi nó tự lắc á. Ôi. Ôi. Trời ơi. Nó rung nè. Ôi. Đừng có nhúng con. Nó lắc. Ôi. Đi đổ mồ hôi luôn. Nó rung á. Còn bên đây là đài Quan Âm. Đây mình quay lên nè, cái độ nó cao như thế này nè. Cái dốc. Trời ơi. Đi cái cầu này mới ghê nữa nè. Cái nào lắc cái nè. Ôi. Rồi tới rồi. Ôi cái cây này cây gì vậy? Ê, đi xuống đi, xuống từ từ anh, lắc ghê lắm á. Cái này đi được, đâu để chui ra coi. Ê, ê, nó rung. Ồ, mấy cây thốt nốt rồi kìa. Quá trời luôn rồi. Nhúng lên, nhúng lên, nhúng, nhúng, nhúng. Nhúng. Đừng nhúng, nhúng, nhúng té đó. Quay phim cho chị hay vậy? Thôi, đi cái đổ mồ hôi luôn. À, đi lên đài Quan Âm chơi. Lên mình bước lên đài Quan Âm mà. Mấy cây bông giấy ở đây quá trời là lớn và bông đẹp. Đây tượng Quan Âm mà. Đứng trên đây cao mình nhìn nè. Tổng quát cái ngôi chùa lầu rất là tuyệt vời luôn. Màu sắc rất là sặc sỡ, những cái dây dải trên cây đủ loại màu hết. Đây có ao sen. Cái này đi nhắc con. Ôi dạ. Ở dưới đây, cái cảnh cũng đẹp nữa nè. Dưới đây cảnh cũng đẹp nữa nè. À. Ở dưới đây có những cái cây bông cháy lên cao và che bóng mát. Có những cái câu địa, câu kinh hay gì nữa nè. Người không tu bị ma đánh bại, cũng giống như gió thổi ngã cây. Khổ đau bất lực nào hay, điều do buông thả đắm say sắc trần. Những câu đây hay quá. Tâm ý đã mệt nhồi, thương ghét mãi chưa nguôi, đừng nói năng phân biệt, ta tìm về ta thôi. Ôi mát. Để xích đu kìa, leo lên đi. Đưa. Nãy giờ mới tới xuống đây. Ồ mình đứng đây mình nhìn lên đây kìa. Cái đó đó mình nhìn thấy trống lỏng đó, bởi vì bước lên chảnh nó rung sao chịu nổi đây. Là một cái cây cầu dây. Và một cái cây sắt này để đi lên này nhỏ xíu à. Bò mà nãy giờ hết sức lâu chưa xuống tới nổi luôn.
À, quý bà con cô bác nào mà muốn đi đến đây á, thì mình đi đến thị trấn Tịnh Biên, mình hỏi ngôi chùa Lầu ở đâu thì mình người ta sẽ chỉ mình đường vào. À, còn đây là những cái viên gạch đá tàn ong ngày xưa nè, rất là lớn luôn, lần đầu tiên mình mới thấy. Cái chiều dài của nó cũng cỡ hai gang của mình. Gạch tàn ong. À, nó cao kìa. Rồi thôi, mình xin tạm dừng clip tới đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi. À,